Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, YK Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Đây, cái bộ này á, là cái bộ mà mình xài từ xưa đến nay. Thì nó rất là tốt nha. Lúc mình mua cách đây cỡ khoảng 8 năm rồi. Đó, xài 8 năm rồi, rất là tốt. Dành cho xe xăng này, có thể đê được tới động cơ 8 máy này, cả máy dầu nữa. Thì các bạn gắn vào, nhờ mà không có ai cứu hộ á, thì mình tự cứu hộ mình được. Đó, rất là quan trọng luôn. Một cơ hội cuối cùng để đê thử coi nó còn nổ không. Nhưng mà mình vẫn quyết định mua cái này để thay thế rồi. Nhưng mà mình cho các bạn xem cái sự khác biệt giữa cái này và cái mới, xem là như thế nào nhá. Cái này vẫn rất là tốt cho xe bình thường, xe máy xăng. Đó, đây mình coi có cái giấy. Đây là quảng cáo này. Nè, nó quảng cáo rõ ràng nhá, là có thể đê được cho xe 8 máy xăng và dầu. Xăng và dầu nhá. Đó, thì nó hoạt động rất là dễ. Đỏ là cực dương. Rồi đen qua cực âm. Cái này nó có cái bộ bảo vệ. Nếu mà các bạn gắn sai á, thì nó sẽ báo, chứ cũng không sao hết. Nhưng mà tốt nhất là nên cẩn thận, không nên gắn sai. Rồi, bây giờ mở cái này lên nha. Đó, các bạn thấy chưa? Gắn vào cái cục sạc đây. Gắn vào bình, đê không nổi. Ok, bây giờ mình cho thêm một cơ hội nữa. Rồi, thấy không? Thì cái bộ này á, là của cái hàng Noco. Thì trong những cái dòng mà mình gọi là portable á, là có thể nhỏ gọn để mà để trên xe được á, thì cái này là cái mạnh nhất. Là có một cái bự hơn cái này nữa, nhưng mà cái size của nó là bằng cái hộp này này. Đó, thì mình cảm thấy không thích hợp với xe của mình, thì mình chỉ mua cái này thôi. Mình còn chưa sạc nữa, đúng ra là phải sạc nha. Thì mình chưa sạc nữa. Thì bây giờ nói chung là không có gì sắp xếp hết. Mở ra, pin ở trong đó có bao nhiêu thì thử đê liền. Nếu không được thì mình sẽ phải đi sạc cái này để mà đê xe. Ok, rồi bây giờ mở cho mọi người xem nha. Hôm qua mình về cũng háo hức lắm, muốn mở ra xem lắm, nhưng mà để dành để mở cho mọi người xem. Đây, đây là cái hộp ở trong của nó này. Đó, nhìn là đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Đây này, nó đã rất giúp cho mình rất là nhiều, thoát khỏi những cái lần mà nằm đường rồi. Và giúp cho người khác đi đường cũng rất là nhiều lần đó. Có những lần mình giúp người ta ở trong car park á, người ta bị hết pin, tại nhiều khi mấy xe cũ á, người ta bị quên. Thì người ta đi ăn xong rồi về đề hoài không nổ được. Thì mình đi ăn xong rồi về gặp người ta ở car park, cứ cố gắng kiếm người mà ít người có thể dừng lại để mà giúp các bạn. Khi ở trong cái car park ở trên thành phố mà ai cũng muốn đi về nữa, thì mình lấy cái này ra mình đề cho người ta. Mua cái này này để phòng ngừa là cái vấn đề là nhờ ai đó đi cùng đoàn với mình, hoặc là người trên đường mà bị hết pin, hoặc sao đó người ta không có đê xe được do vấn đề hết pin, thì mình vẫn có thể là lấy cái này ra giúp người ta một cách an toàn được. Chứ mình không phải là đấu đầu xe mình lại với xe người ta, hoặc là những cái vị trí nào đó mình không thể chạy xe mình tới để mà giúp người ta, để kéo dây từ bình điện của mình qua xe người ta được, thì cái này rất là tiện. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp cái này cho mọi người xem. Trời ơi. Ok,
Đây, mở ra này, nhìn hộp mế quá. Trời, đáng đồng tiền bạc gạo, đáng đồng tiền bạc gạo, thấy chưa? Nhìn nó rất là đẹp. Đó, nếu mà ai muốn mua cái này thì mình nghĩ là các bạn nên tìm hiểu. Đấy, bây giờ á, mình thử mở lên này. À, mình còn một vạch, một vạch. Không nghĩ là nó đê được, nhưng mà thôi, cho là thử sức. Tại vì một vạch là rất là thấp, tại vì cái này pin mà, pin lớn mà. Cho nên là đem đi vận chuyển thì mình không nghĩ là người ta sẽ để nhiều pin đâu. Ok, và bây giờ mình sẽ thử cho mọi người xem như thế nào. Rồi, nó đang bảo cái pin hiện tại, cái pin xe của mình á, là đang 12V. Đó. Rồi, bây giờ mình thử đê cho mọi người xem nhá. Trời ơi. Đó. Mọi người thấy đỉnh cao không? Cái pin mình mua về mình chưa kịp sạc nữa. Đó, mọi người thấy hợp lý không? Thì cái này mình mới mua vừa khui hộp cho mọi người xem luôn. Thì cái pin ở trong cái pin này á là có được một vạch thôi. Nó sắp cạn kiệt rồi vì cái lý do là vận chuyển. Đó, còn cái này á, cái này hôm trước mình mới sạc này. Bốn vạch đây mà nó không nổ được. Là lý do không phải cái này không tốt mà là nó không thích hợp với những cái xe máy dầu bự như thế này. Đó, cho nên mình mới review và mình mua được cái này. Thì bây giờ hôm nay là đúng là quá hợp lý để mình mà thử, mình review cho mọi người xem luôn. Rất là tốt, mình rất là thích cái này luôn. Và nhìn nó rất là chắc chắn mọi người ạ. Rất là chắc chắn luôn, rất là happy. Đó, thì đó, thì mình làm cái video review làm như thế này thôi để cho mọi người xem, rất là hữu ích. Mọi người nên mua một cái để phòng tránh xe. Đó. Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm trước á, mình đã review cái sản phẩm này cho mọi người xem rồi. Cái này là cái chấm start cho cái xe. Đó, nó rất là mạnh. Đó, nhưng mà khi mà mình unbox á thì trong cái hộp đấy nó chỉ có cái này thôi và một cái dây sạc USB để sạc cho cái cục này. Và nếu mà các bạn sạc từ USB để mà đầy cái này á là hơn 40 tiếng. Hình như là vậy. Nhưng mà khoảng cỡ đó. Thì mình cần phải mua thêm một số accessory khác. Đó, nó mắc nhưng mà nó không đi kèm accessory để bắt buộc mình mua thêm. Đó, thì đây mình đã mua được cái cục sạc để gắn vào tường sạc nhanh hơn. Cái này tới 56W lận, nó rất là mạnh. Mình nhớ không nhầm thì sạc đầy cái này cỡ khoảng 2 tiếng thôi. Đó, tiết kiệm thời gian. Còn một cái này này, cái này rất là đặc biệt này. Cái này mình cũng vừa mới biết khi mà mình tìm hiểu trên mạng luôn á, là đây là trong này có cái dây mình sẽ gắn vào cái này. Và cái dây này á thì mình gắn vào trong xe của mình. Gắn ở đâu á thì mình sẽ chỉ cho mọi người xem chút nữa lúc mà mình mở hộp. Thì cái chức năng của cái dây này là khi mà các bạn thay pin á thì các bạn nối cái dây này vào cục này và nối vào xe thì cái pin này nó sẽ tiếp điện trong xe, giúp cho xe vẫn có nguồn điện để mà các cái bộ nhớ, ví dụ như là map này, đồng hồ này, rồi những cái setting mà lựa chọn ở trên xe của các bạn đó, nó sẽ không bị mất. Đó, cái đó rất là hữu ích. Mình chưa bao giờ biết có cái này luôn. Đó, nhưng mà may mình lúc research á, mình mua đồ mình hay tìm hiểu thông tin thì may là mình biết được cái này và mua kịp thời, tại vì xe mình hiện tại là cái bình điện nó cũ lắm rồi, nó cần phải thay. Mà có cái này thì rất là tiện cho mình. Chứ nếu mà mình không biết cái này á, mình thay bình như bình thường thì lúc mà thay pin xong mình phải ngồi setup lại tất tần tật mọi thứ trên xe theo như cũ á, thì nó mất mình cỡ khoảng, nếu mà nhanh á là khoảng cỡ mất 1 tiếng những cái setting mà mình đã làm trên xe. Đó, thì cái điều đó là không ai mong muốn hết. Nếu mà không muốn điều đó xảy ra thì các bạn phải kẹp cái bình điện này vào những cái dây mà dây của xe á,
thì như vậy rất là nguy hiểm, mình không recommend cái điều đó. Thì có cái này thì rất là an toàn tuyệt đối luôn, rất là hay. Đây, rồi còn cái hộp này á là cái hộp vỏ để bỏ cái này vào để cho nó mới, nó không bị xước. Đó, mình xài đồ thì mình rất là kỹ, mình không muốn đồ mình bị xước hoặc là nhìn nó nhanh cũ, cho nên là giữ gìn được bao nhiêu thì mình sẽ cố gắng giữ gìn thật tốt, với đồ nó đỡ thất lạc, với nó gọn gàng hơn. Đó, đây ví dụ như cái này là cái cũ của mình, thì nó đi kèm với cái bao này thôi. Thì tất tần tật những đồ trong này á, mình để vào đây rất là gọn. Đó, và cái bộ của mình á, nó cũ rồi nhưng mà nhìn nó không kiểu bị bôi nhách. Mình xài đồ mình ghét nó bị bôi nhách lắm, nó không có đẹp, mất thẩm mỹ. Ok, bây giờ mình sẽ mở từng thứ cho các bạn xem nhá. Đầu tiên thì mình sẽ mở cái hộp. Nhìn cái hộp ở trên hình thì nó rất là đẹp và nhìn có nhiều ngăn gọn gàng, không biết ở ngoài này như thế nào. Hộp này thì khá to, cho nên là nếu mà mua thì các bạn nên cân nhắc là có phù hợp để mua hay không. Nhưng mà mình thì mình đã ước lượng được rồi, cho nên là vẫn phải mua. Đây, bỏ cái này lên đây. Đó, nhìn các bạn nhìn thấy cái hộp này xinh xò không? Đó, rất là đẹp luôn, mình rất là thích. Dây kéo cũng chất lượng nữa. Đó, và quá đẹp. Đấy, thì cái chấm start nó sẽ nằm ở đây. Trong này á, là cái ngăn để đựng dây này, đựng các accessory, hai ngăn này, rất là tiện. Đây, bây giờ mình thử để thử vào thử xem nhá. Wow, quá vừa vặn, quá đẹp luôn. Đó, rồi ba, những cái accessory thì để vào đây là quá gọn luôn. Lúc nào cần hay là muốn giúp đỡ ai á, chỉ cần xách những cái hộp này đi, quá tiện luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái này cho mọi người xem. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái hộp sạc điện này cho mọi người xem. Đây. Đó, đây là cái hộp của nó. Trong này có cục sạc này. Đó, cục sạc là thiết kế cũng đẹp lắm, kiểu như là cái vỏ lúc này vậy. Đấy, thì cái này sẽ gắm vào cái chấm start lúc này này. Rồi, rồi nó cho rất là nhiều thể loại dây của tất cả các nước luôn. Đó, Úc có, Mỹ có, Việt Nam, tất tần tật luôn á, 4 thể loại. À, rất là tiện. Mình thì mình xài một cái này thôi. Đấy, nhưng mà nó, mình mua riêng mà nó cho đầy đủ dây giờ như thế này thì rất là tiện. Đấy, chứ mình tưởng mà chỉ cho ở Úc thôi thì cũng hơi mắc. Đây, xong. Đó, thì còn cái cuối cùng. Đây, cái này là cái quan trọng lúc này mình muốn nói với các bạn này. Đấy, cái này là gọi là setting keeper, cái dây này. Đó, là để là lưu lại những cái bộ nhớ ở trong xe khi mà các bạn thay bình điện. Mà cái hàng này nó làm cả cái mấy cái dây này kiểu màu mình cũng thích nữa, đen đỏ. Ừ. Đấy, thì cục này á, cái này á, để mình mở cái hộp này mình chỉ cho các bạn luôn. Ở đây nó có cái cổng là output này. Đó, thì mình sẽ mở cái này ra, mình gắn cái đầu dây này vào đây. Được chưa? Đó, rồi á, trước khi các bạn thay bình điện, tháo bình điện ra thì gắn cái cổng này này vào cái cổng mà người ta hay gắn cái máy đọc lồi á, mỗi xe mỗi khác, thì các bạn sẽ Google sẽ thấy ra. Đó, gắn cái này vào xong mở cái này on lên là được. Và cái này còn đặc biệt là có cái cầu chì ở đây này, thì các bạn sẽ sờ là bị gì hết á. Đó, cầu chì ở trong này, trong này có cái cầu chì là 10 amp. Đó, cho nên là không sờ gì hết, rất là an toàn luôn. Ok, rồi mình review
cái sản phẩm này tới đây thôi. Mọi người xem video nếu thấy hay thì nhớ like, share và comment ủng hộ cho tụi mình với nha. Xin chào mọi người, tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo.